Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Đàm thoại cùng nữ tu sĩ Thiên Chúa Giáo. Người đàm thoại: Hòa Thượng Tuyên Hóa, nữ tu sĩ người Mỹ, người Hoa và các sư cô Hằng Trì, Hằng Đạo và Hằng Giai ở Vạn Phật Thành. Thời gian: ngày 31 tháng 10 năm 1985. Địa điểm: Chùa Kim Sơn, San Francisco, California, Hoa Kỳ. Sư cô Hằng Đạo: Chúng ta vừa cùng các sơ nghiên cứu về cách sáng lập hệ thống học đường rất thành công trong quá khứ của Thiên Chúa Giáo, cùng chế độ nghiêm cẩn của những vị linh mục và các sơ tịnh tu. Căn cứ theo 20 năm gần đây, nhiều vị linh mục và các nữ tu sĩ đã rời khỏi truyền thống của chế độ tu nhà dòng, và hiện nay có rất nhiều sơ ở một mình. Hòa Thượng: Tôi vốn rất khâm phục về cách tổ chức và chế độ giáo dục của đạo Thiên Chúa, là có thể bổ túc phần chánh khí trong trời đất. Nếu truyền thống của chế độ tu viện bị suy đồi, sa sút, thì đây không những là điều bất hạnh cho Thiên Chúa Giáo, mà cũng là niềm bất hạnh cho toàn thế giới. Việc chủ yếu nhất của những vị linh mục và các sơ là thanh khiết thân tâm, giữ gìn giới luật. Nếu ở riêng một mình thì khó mà đứng vững, vì họ rất có thể sẽ không giữ giới luật và làm trái ngược với các giáo điều. Sơ người Mỹ: Không phải là cách sơ thích sống một mình, mà vì trong đoàn thể giáo hội đang có xu hướng biến đổi. Chúng tôi chỉ là những thành phần của cả đoàn thể này, vì muốn bảo trì sự tự tôn nên chúng tôi mới phải xin độc lập, chứ không phải vì chúng tôi muốn được ở riêng mà thoát ly tu viện. Hòa Thượng: Phàm việc gì có tốt thì cũng có xấu, có thành tức có bại. Có khi nói rất hay, nhưng khi làm lại rất dở, và lý tưởng vốn rất tốt, nhưng kết quả thu hoạch thì thường trái ngược với nhau. Tôi không biết phẩm cách của các linh mục và các sơ như thế nào, nhưng tôi biết trong Phật giáo, nếu các thầy tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni mà ở độc cư, thì nhất định là rất dễ phạm giới, và giới dâm là giới dễ bị phạm nhất. Ngoài ra, họ còn có thể phạm những giới khác như trộm cướp, vọng ngữ, uống rượu, thậm chí đến giới sát, họ cũng có thể phạm luôn, nên rất dễ bị đọa lạc. Trừ phi những người có tâm định kiên cố, bất di bất dịch như kim cang thì là chuyện khác. Nhưng trên thế gian, người tu hành chứng đắc được định kim cang, rốt cuộc là có mấy ai? Người vẫn là người, đa số đều bị ngũ dục sai khiến để đi vào con đường lầm lạc. Cho nên người tu sống độc cư mà không phạm giới dâm thì thật là quý hiếm như long phụng sừng lân đấy. Thậm chí trong tập thể đồng cư chung sống mà vẫn có người không giữ quy củ, hà huống chi là kẻ sống riêng rẽ một mình. Điều đó chúng ta có thể suy ra mà biết. Sư cô Hằng Trì: Các sơ vừa giải thích nguyên nhân họ muốn sống độc cư là bởi không cảm phục cấp lãnh đạo và những vị trưởng bối. Hòa Thượng: Nếu không tín phục các hàng trưởng bối, vậy họ nên tìm người đáng tín phục để y chỉ nương theo. Nếu không lo bảo trì truyền thống và thanh quy, e rằng 20 năm sau sẽ không còn người tin theo đạo Thiên Chúa nữa. Sơ người Mỹ: Đề nghị của Ngài là tìm một vị trưởng bối đáng để chúng tôi khâm phục. Ý Ngài nói là chỉ tìm người trong giáo hội hay là ngoài phạm vi giáo hội, tức là kiếm một vị lãnh đạo mà toàn chúng đều nể phục phải không? Nhưng bởi vì căn cứ theo tổ chức giai cấp của Thiên Chúa Giáo, tất cả các trưởng bối đều là người thọ mệnh của Thiên Chúa đến lãnh đạo tính chúng. Cho đến tại các trường, học sinh cũng xem thầy giáo giảng dạy là người nhận thiên mệnh. Như Đức Cha Poson có nói: Chúa Trời hiện đang sống ở trong chúng ta, nhưng tổ chức cấp bậc thuộc về truyền thống thì đã dần dần tan rã. Sư cô Hằng Trì: Chúng ta phải làm thế nào
để bảo trì cho chế độ Phật giáo được cường mạnh đây. Hiện có nhiều người Tây Phương đã chuyển niềm tin qua Phật giáo, bởi vì chế độ tu viện của tôn giáo Tây Phương ngày càng sụp đổ, như Đạo Thiên Chúa chẳng hạn, cho nên mới có những người chuyển niềm tin. Hòa Thượng: Có chỗ không giống nhau, là bởi Phật giáo căn cứ vào đức hạnh mà cảm hóa con người, là vị phải có sự tu hành thật sự và trí huệ chân thật, tự đem bản thân mình ra để làm nguyên tắc thì mới có thể làm người lãnh đạo, khiến đại chúng tâm vui ý phục, chứ không phải dùng thủ đoạn quyền lực hay mệnh lệnh để thống trị con người. Do đó, tuy trong chùa Phật giáo đều có vị trụ trì điều khiển cả về hành chính và những công việc quan trọng, nhưng Phật giáo không lập ra giáo hoàng. Ai có đủ chân đức hạnh thì mọi người tin phục và cung kính, ai không có đức hạnh thì không có người tin tưởng. Ở đây chúng ta đề xướng lục đại tông chỉ: không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ. Ai mà hợp được với lục đại tông chỉ này thì có thể làm vị thầy tiêu biểu cho người. Nếu ai làm trái với sáu tông chỉ này, hay nói mà không hay làm, thì tức là gạt người. Bởi con mắt sáng suốt của đại chúng nên lâu dần y cũng bị lộ chân tướng, rồi ai nấy cũng sẽ mất lòng tin đối với người đó. Cho nên trong Phật giáo không nói đến quyền lực địa vị, mà chỉ căn cứ vào đức hạnh tự nhiên để cảm hóa con người, chứ không dùng thủ đoạn áp bức hay lợi dụng. Bởi đâu có phải như phò thiên tử để sai khiến chư hầu, mà cũng không phải là nhận lãnh thiên mệnh gì cả, đó là chỗ không đồng nhau. Còn một điểm nữa là trong Phật giáo, người tu hành chân chánh không tích trữ của cải riêng tư. Sơ người Mỹ: những đạo lý mà Ngài nói thì rất giống với Đạo Thiên Chúa trong thời kỳ đầu mới phát triển tại Hoa Kỳ. Lúc gia nhập giáo hội, chúng tôi tràn đầy nhiệt huyết và có hoài bão cao cả. Vừa mới đây, Sơ có bày tỏ cảm nghĩ rằng hiện nay các vị tỳ kheo ni người Mỹ chú trọng về việc giữ giới. Họ sống trong kỷ luật nghiêm ngặt với lòng nhiệt thành tràn đầy. Điều đó tượng trưng cho một tôn giáo mới đang hưng thịnh. Sơ cảm thấy vài chục năm trước đây, Đạo Thiên Chúa tại Mỹ cũng đã từng hưng thịnh một thời, nhưng hiện nay thì đang bị suy sụp. Sư cô Hằng Trì: Sơ vừa nói là mỗi tôn giáo đều trải qua những giai đoạn như thành, trụ, hoại, không. Nhưng Phật giáo đã có gần 3.000 năm lịch sử, vậy đây không phải là một tôn giáo mới đang hưng thịnh đâu. Sơ người Mỹ: bên Đạo Thiên Chúa vẫn còn một số ít người sống trong tu viện. Họ vẫn theo cách thức truyền thống ngày xưa và chuyên chú trọng về việc tu tâm dưỡng tánh. Nhưng đối với tình cảnh trước mắt mà nói, phần lớn các linh mục và các nữ tu sĩ đã rời khỏi tổ chức truyền thống của giáo hội rồi. Sư cô Hằng Giai: có phải vì nguyên nhân đó mà Thiên Chúa giáo mất đi sức mạnh chăng? Ví như một cây cổ thụ to lớn, nếu gốc rễ nó bị chặt đứt, thì nhánh lá cuối cùng rồi cũng khô héo. Các vị linh mục và các sơ là gốc rễ của Thiên Chúa giáo, nếu họ đều rời bỏ nhà thờ, thì Đạo Chúa làm sao đứng vững đây? Hòa Thượng: quý vị nên biết rằng, gốc rễ của họ không phải là linh mục và các bà sơ, mà căn gốc của họ là Chúa Trời. Do đó, linh mục và các sơ nên bắt chước theo tinh thần đại công vô tư của Thượng Đế, là vô nhân, vô ngã mới đúng. Họ không nên cứ viện cớ để nói, cái này là Chúa cho tôi, cái kia cũng là Chúa ban cho tôi. Đi đường cũng là Chúa bảo, nói chuyện cũng là vì Chúa muốn, ăn cơm cũng là do Chúa ban cho tôi, thậm chí đi nhà vệ sinh cũng là do Chúa chỉ huy tôi đi. Con người đâu có phải là nô lệ của Chúa, tại sao từ bản thân chúng ta không có đến một chút năng lực nào? Giả sử như tất cả cái gì cũng đều do Chúa ban cho,
Thế thì ai ban cho Chúa đây? Nếu ai có tâm ỷ lại như vậy, thời chẳng có triển vọng gì đâu. Các sơ vừa nói là rời khỏi tu viện để có thể ra ngoài sống độc lập. Giả như thật sự quý vị đứng vững được thời tốt, nhưng nghe rằng không đứng vững nổi đó thôi. Tuy là vậy, quý vị vẫn không thể nói rằng tất cả cái gì chung quy cũng do Chúa làm chủ tể, thậm chí đến một hơi thở cũng là do Chúa cai quản. Nhân đó, phàm người nào mà nói cái gì cũng do Chúa ban cho, thì chúng ta không thể tin tưởng người đó được, vì đó là thủ đoạn cậy quyền thiên tử để sai khiến chư hầu, mượn danh nghĩa Chúa để lừa dối người. Quý vị nên hiểu cho rõ rằng, Chúa Trời không phải là người máy của chúng ta, mà chúng ta cũng không phải là người máy của Chúa Trời. Sơ người Mỹ. Đạo lý mà Ngài vừa giảng tương tự với tư tưởng của những giáo sĩ đi truyền đạo ở Á Châu vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Nếu Ngài muốn biết hiện nay tín đồ đạo Thiên Chúa quán tưởng như thế nào về Chúa, Ngài có thể tham khảo những tác phẩm của Thomas Merton. Bởi ông ta quan niệm về Chúa có vẻ cởi mở và có nhiều phát minh mới lạ hơn. Vừa rồi Ngài nói Chúa không phải là căn bản. Sư cô Hằng Trì. Không phải vậy, vừa rồi Hòa Thượng nói Chúa là căn bản. Sơ người Mỹ. Nhưng chúng tôi không thể làm cho người ta hiểu Chúa là gì, ngoại trừ là dùng một ví dụ như hít thở. Khi quý vị hít vào một hơi thật sâu, và cảm giác này chỉ quý vị cảm nhận biết, chứ không thể diễn tả được. Lại nữa, quý vị nói rằng Phật giáo không công nhận Chúa Trời. Sư cô Hằng Trì. Không phải vậy, Phật giáo tất nhiên là công nhận Chúa Trời, vì Phật giáo bao gồm tất cả, không có sự vật gì là ở ngoài phạm vi Phật giáo. Sơ người Mỹ. Đó không phải giống như những gì chúng tôi đã nói sao? Tất cả đều ở trong vòng của Chúa, không một vật gì là ở ngoài vòng của Chúa. Tôi vẫn thường cân nhắc và suy ngẫm về điều này, và cuộc thảo luận với các vị đây đã đánh thức và thúc giục tôi truy tầm lẽ thật trong thâm tâm tôi. Hòa Thượng. Có người nói Thượng Đế bao hàm hết tất cả. Giả sử điều đó là đúng thật thì tôi cũng sẵn sàng thừa nhận. Nhưng Thượng Đế có phải thật là như thế không? Đó là một vấn đề đấy. Khi Đức Phật ngộ đạo, Ngài kinh ngạc, than lên điều mình mới phát hiện. Lạ thay, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tất cả chúng sanh bao gồm người và không phải người, cho đến các loại côn trùng nhỏ nhất như muỗi, kiến cũng đều gồm trong đó. Tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật. Ai có thể nói ra những lời quảng đại và đại công vô tư như thế? Bởi vậy, Phật giáo rất cực kỳ quảng đại và hết sức tinh vi, không gì là không bao quát, không chỗ nào là không bao dung. Tất cả các tôn giáo đều bao gồm trong Phật giáo. Người và ta cũng là một thể, xem như trước mắt thì tín ngưỡng là bất đồng. Đó cũng chỉ là tánh phân biệt tạm thời. Nhưng trên căn bản thì người người đều có đầy đủ Phật tánh. Mỗi chúng sanh đều có thể thành Phật. Tôi xin hỏi quý vị rằng, mỗi chúng sanh đều có thể làm Chúa Trời hết, phải không? Quý vị có dám nói như vậy không? Sơ người Hoa. Chúng tôi cũng có quan niệm tương tự như thế. Chẳng qua, trong tâm chúng tôi thường suy ngẫm rằng, cứu cánh là Chúa ở trong chúng tôi hay ở ngoài chúng tôi. Hòa Thượng. Sơ nên dùng trí huệ để trả lời câu hỏi của tôi, chứ đừng mập mờ, đừng nói quanh co, đừng ngụy biện. Những lời nói của chúng ta cần phải phù hợp với logic luận lý và có thể vượt qua mọi thử thách. Sơ người Hoa. Một chút trí huệ tôi cũng không có,
Ý tôi chỉ là muốn đem giáo lý ra để tham khảo vậy thôi. Hòa thượng: Vì sao sơ không có trí huệ? Sơ học theo Chúa thì nên học trí huệ của Chúa. Chúa đáng lẽ phải ban trí huệ cho sơ chứ. Tại sao Chúa thiên vị mà không ban trí huệ cho sơ? Sơ người Hoa: Xin đừng bàn đến chuyện tôi có trí huệ hay không. Hòa thượng: Chân lý là tánh tuyệt đối, dù tranh biện như thế nào, quý vị cũng không thể lật đổ được chân lý. Quý vị nghĩ kỹ lại đi. Hôm nay tôi đã thảo luận với quý vị nhiều quá rồi, lần sau chúng ta sẽ bàn luận tiếp. Thảo luận ngày 31 tháng 10 năm 1985. Ha ha ha, 问什么的所和。